ngay lúc này một nhóm hay cũng có thể gọi là một băng đảng đang tấn công thẳng vào trụ sở của đám mafia người thì giả làm người giao pizza người thì dình địch để đánh úp người thì tấn công vào bằng cửa sổ người thì ngồi lại tra khảo thông tin từ tên trùm mafia ngầu nhất là đội trở mikoto anh ta là một người có siêu năng lực đáng gờm và đi cùng anh ta là một cô bé có khả năng đọc được suy nghĩ của kẻ khác khi nhận thấy tên trùng không biết gì đến kẻ họ đang tìm nên cả bọn tạm tha mà ra về nhưng giữa đường cả băng lại gặp một nhóm đối địch tên là Y. Mikoto đã thị uy sức mạnh nên nhảy xuống trước, những người còn lại của đội Y đo được sức mạnh của Mikoto lúc này đã bùng phát gần 100%. Nhưng hội y cũng không vừa khi đồng loạt đều bùng phát sức mạnh và họ gộp lại cũng ngang ngửa với Mikoto. Thanh kiếm ở trên trời sẽ là đại diện cho vũ khí của hai phe. Và giữa thế giới hiện đại đó ta gặp nhân vật chính là Siro, là một người hòa đồng có nhiều bạn và khá là nổi tiếng với đám con gái nhưng cũng có một cái khuyết điểm là không chịu ăn rau, suốt ngày chỉ ăn thịt. Nhưng phần lớn đều là mang đi cho, cậu còn hay trộm đồ dưới căng tin khiến đầu bếp luôn phải canh chừng. Trong thời gian Siro chạy từ nơi này đến nơi khác thì vẫn luôn có một cô gái mang theo một hộp bento cố đuổi theo để ép cậu phải ăn rau mà cô làm. Nhưng càng cố bao nhiêu thì Siro luôn chuồn khỏi tầm mắt cô bấy nhiêu. Mấy cô bạn nghĩ cô đang yêu đơn phương nhưng cô chỉ muốn để mắt đến Siro vì lo rằng cậu sẽ biến mất cậu lúc này đang trốn trên tầng thượng cùng con mèo để tận hưởng thời gian yên bình nhưng đột nhiên một giọng nói kỳ lạ vang lên khiến siro giật mình nghĩ là con mèo gây ra khi xuống lớp siro bất ngờ khi giờ vẫn chưa ai vào học một người đã cho cậu biết tiết tiếp theo đây được nghỉ để tổ chức lễ hội cô gái kia cũng tìm đến cho biết là hội học sinh giao việc nhưng chẳng ai tình nguyện làm nên siro bị đùn lại cậu làm mất máy liên lạc nên cô đành viết ra giấy và nhắc cậu nhớ tìm lại nếu không sẽ không thể ra trường việc đầu tiên của siro là đi mua pháo hoa và đem nó cùng biên lai like về cho hội học sinh lúc đang tìm đường như trên hướng dẫn cậu bị người của băng đảng mikoto bắt gặp chúng nhanh chóng báo về hội và siro lại là người chúng đang cần tìm nên nhanh chóng kéo người đến hội đồng siro lúc này vẫn chưa biết gì và vừa mua đi mua được pháo bông về đột nhiên thanh niên trượt ván mò đến và vung gậy vào siro cậu theo bản năng đã né được và vẫn chưa hiểu gì tên kia kiểm tra lại thì hoàn toàn chính xác nên cả hai đã rượt đuổi nhau đi khắp phố siro sau khi lạng lách các thứ thì trốn lên được xe bán tải và tạm thời cắt đuôi được tên cưỡi ván nhưng hai kẻ khác phóng mô tô đến tấn công buộc siro lại phải xuống xe để chạy vào một con hẻm gần đó đám kia vẫn đuôi theo và rồi cậu bị một tên chờ sẵn sau này tóm được. tên này ném lửa về phía siro thì cậu may mắn được một thanh niên nữa cứu giúp thanh niên này đã im lặng mà đưa siro ra khỏi rắc rối cậu muốn cảm ơn thì bị chĩa kiếm vào mặt thanh niên này cũng muốn tìm siro và cho rằng cậu chính là hiện thân của quỷ vương Cậu ta là Kauro và là cận thần của vua Xigen đệ thất. Một đoạn phim sau đó được phát sóng lên toàn thành phố và trong đó là cảnh một tên điên tự xưng bản thân là quỷ vương. Vì nhìn tên đó giống Iduk Shirou nên cậu chẳng biết phải chối cãi ra sao. Còn Mikoto thì lúc này đã bị hội chữ y tóm được và giam giữ nên cả nhóm của anh ta mới hành động rời rạc và thiếu kế hoạch như vậy. Cậu cố giải thích rằng trong đoạn phim đó không phải cậu. Nhưng Kauro không thèm tin và chẳng lý do gì phải tin vì cậu ta không tuân theo luật pháp mà chỉ tuân theo vua Xigen. Cậu biết là không thể thoát nên muốn Kauro điều tra kỹ hơn, nhưng nếu không được thì cho cậu xin được chăn chối. Kauro thả cậu xuống thì Siro bắt đầu kể lể rằng bản thân có một người em gái bị ung thư từ nhỏ. Và cậu không muốn em gái nghĩ bản thân là kẻ giết người. Cậu viết xong và bắt đầu bịa ra một cái tên rồi nhờ Kauro gửi giúp. Nhưng cậu ta vừa đọc thì nhận ra bản thân bị lừa. Có điều giờ đã quá muộn vì Siro đã dùng pháo sáng giấu trong túi để che mắt Kauro rồi bỏ trốn. Nhưng khi Kauro bỏ đi thì mới lộ ra là cậu đã nấp trong bộ dồ này để cải trang. Bang của Mikoto lúc này đã quyết định phát lệnh truy nã Siro với cái giá 10 triệu yên. Nhiều người nghe thì rất ham nhưng cũng có người cho là trò bịp. Hai thành viên trong nhóm là Anna và San Aji thì đã khoanh vùng được nơi Siro có thể đang ở và cho người đến đó thám thính. Còn Siro thì vẫn trốn trong bộ đồ cải trang để di chuyển nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn nên khi vừa thấy Kauro đã ngay lập tức trốn đi, cậu ta lúc này đang đi tìm thì chạm mặt tên ván trượt cầm gậy bóng chảy lúc trước. Tên này đến chất vấn Kauro khi để Siro chạy trốn, nhưng đột nhiên cậu lại đứng trên nóc nhà và cổ vũ cả hai đánh nhau rồi đi bắt cậu sau. Tên ván trượt máu khá nóng nên lao đến múc Kauro luôn. Kauro cũng không phải hạng dễ sơi nên điều khiển năng lực ném vào thanh niên kia một bảng quảng cáo rồi chạy đi tóm Siro. Nhưng cậu lại một lần nữa chạy mất, cậu sau đó đã về nhà trốn. Lúc đang nằm xả hơi trên giường và nghĩ về việc kẻ trong đoạn phim là ai thì đột nhiên con mèo cậu mang về lại hóa thành một cô gái chuẩn nuột. Cô tự nhận bản thân là con mèo kia và cậu có thể gọi là Neko. Kauro lúc này đã tìm đến trường và lúc cả trường tan học. Cô bạn của Shiro thấy Kauro đang tìm ai đó nên đã đến hỏi thăm và đồng ý chỉ dẫn Kauro đến nơi Shiro đang ở. Cậu lúc này đang chật vật với việc bắt Neko mặc đồ vì cô có năng lực dịch chuyển và không chịu mặc đồ do là một con mèo. Đột nhiên cô bạn gọi nên cậu ra xem thử thì hết hồn khi thấy kauroo Cậu ta hỏi thăm em gái Siro như để khịa lại cậu và rồi lao lên lăm le sẽ xiên cậu ngay lập tức. Nhưng Neko đã đứng ra chặn phía trước. Kauro thấy xấu hổ để rồi tạo lợi thế cho cả hai bỏ chạy. Neko đã tạo ảo ảnh cho hành lang dài ra để giúp Siro chạy thêm. Khi cô ra khỏi thì hành lang trở lại như thường nên Siro cũng làm liều mà trèo ra. Lúc Kauro đuổi đến và dùng năng lực để tóm cậu lại thì Neko đã dịch chuyển Kauro đi và tạo ra một ảo ảnh mèo khổng lồ để giữ chân và tạm thời cứu được Siro. Nhưng chẳng được mấy chốc thì cậu ta lại đuổi theo Siro đến trường. Neko lại một lần nữa dịch chuyển nhưng sau cùng cả hai vẫn bị Siro dồn vào góc. Có điều Neko luôn biết cách dùng ảo ảnh để đánh lừa Kauro khiến cả ba đuổi nhau đến tận sáng hôm sau và đều mệt mỏi mà quay về. Neko kêu đói nên Siro đã quyết định làm gì đó cho cô ăn. Kauro cũng đói nên đành chấp thuận việc này. Cậu ta cũng nhận được chiếc túi để quên và lời nhắn trên đó cho ta biết cô bạn tên là Kukuri. Trong túi sách chính là dụng cụ nấu ăn của Kauro nên cậu ta đã thay Siro làm đồ ăn. Sau khi làm xong thì cả ba đã cùng nhau tiếp tục ăn xong rồi xử lý mấy vụ còn lại sau. Trong lúc đó, chủ hội y là Kata đã đến tìm Mikoto vì ngày hôm đó hắn đột nhiên đầu hàng vô điều kiện và để bị bắt. Kata muốn Mikoto đừng có sử dụng năng lượng cực hạn nếu không thanh kiếm của anh ta sẽ mất kiểm soát mà rơi xuống để rồi gây ra một thảm họa. Cũng vì vậy nên anh ta mới để bản thân bị bắt vào đây là để Kata có thể canh chừng anh ta nếu anh ta có mất kiểm soát thì Kata sẽ là người lo liệu việc ngăn cản anh ta lại. Nhưng Kata là chẳng rảnh để mà canh Mikoto 24 trên 24. Anh ta sau đó đã đi gặp cấp dưới và cô gái này đề xuất yêu cầu là tử hình Mikoto để tránh hậu họa. Cô ta cũng đưa ra mấy cách là tiêm thuốc an thần hoặc thuốc giãn cơ liều mạnh. Anh ta còn cho điều tra thêm về vụ việc của kẻ giống với Siro và thứ họ đã biết được là về hung khí có liên quan đến một vụ buôn lậu được tìm thấy gần đây. Cảnh sát cũng đã nghiêm túc nhúng tay vào vụ này nên cô muốn hợp tác với bên cảnh sát để lấy thông tin. Họ sau đó còn cố kiểm soát những đoạn phim mà người của Mikoto tung lên mạng và biến nó thành những video rác không đáng quan tâm. Hội kia cũng nghe tin nên lại cố phát tán những đoạn phim đó lên thêm nữa để truy tìm bằng được hung thủ. Hai người trong hội cũng lục đục mà cãi nhau vì cho rằng Mikoto để bị bắt quá dễ dàng nên hẳn là anh ta đã có ý phản bội họ. Nhưng San Aji đã giải thích cho họ biết việc Mikoto để bị bắt là để Kata phải liên tục trông chừng anh ta và tạo lợi thế cho họ tự do hành động ngoài này. Còn siro lúc này muốn biết thêm về nhóm đã cố truy sát cậu thì Kauro cho biết họ là những băng đảng phục vụ vua của chính họ. Vua là những người có khả năng và sức mạnh phi thường và thế giới này đang được vận hành bởi chính sức mạnh của vua. Còn về lý do Kauro truy sát cậu là vì lệnh của vua cậu ta. Vua Xigen của cậu ta là một người có khả năng chiêm tinh. Xigen đã lo sợ việc một người kế thừa quỷ vương như Siro sẽ bị tha hóa nên cần phải diệt trừ để tránh hậu họa về sau. Quay lại vấn đề trước đó, nhà nước đều phải chịu thua trước các vua khi thiếu sức mạnh của vua thì nhà nước sẽ biến thành tiểu quốc và bị đè bẹp bởi các nước lân bang. Có tổng cộng 7 vua với 7 màu khác nhau. Hội của Mikoto là màu đỏ, từ duy nhất để mô tả là hung bạo. Vì nhìn tên trượt ván này đã đánh bọn mafia ra sao là tự hiểu chúng hung bạo đến mức này. Băng này được xem là băng cực kỳ nguy hiểm và khát máu. Nói xong thì Kauro đòi xin siro luôn nhưng cậu muốn bằng chứng về việc bản thân là quỷ vương kế nhiệm. Kauro lấy đoạn phim mà bên Mikoto đưa ra thì siro cho rằng đó mà là thật và cậu có năng lực thì việc gì phải bỏ chạy khỏi đám kia cơ chứ. Nhưng Kauro muốn biết Neko là gì. Cậu cũng chẳng biết khiến Kauro nhận ra Neko là một người có siêu năng lực mà không cần được vua ban phát. Siro hứa với Kauro là sẽ chứng minh bản thân cậu vô tội Kauro quyết định tạm tha cho cậu nhưng nếu chỉ cần phát hiện cậu có một mần mống tội ác nào thì cậu ta xiên ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, Kauro đã làm đồ ăn trưa cho cả ba. Siro thì bị con robot dọn dẹp gây rối nên Neko đã đứng ra phá lại nó để nó chịu thả Siro ra. Nhưng Kauro thấy hơi bị ngứa mắt vì Siro sẽ tìm cách nào để chứng minh cậu vô tội khi cậu chỉ mải tập trung vào cuộc sống riêng. Sáng hôm đó, giữa giờ học thì thầy có thắc mắc về việc Kauro là ai. Siro đã lừa rằng cậu ta là học sinh chuyển trường. Kukuri đã ngỏ lời chào hỏi thì Neko định tranh thủ vẽ bậy nên bị Kauro tóm lại và buộc cô phải chuyển dạng. Thầy lại hỏi thì lại một lần nữa Siro trả lời là học sinh chuyển trường. Chưa đó, Kukuri bất ngờ khi Siro tự mang đồ ăn chưa đến. Neko ăn hết nên sinh của Kukuri và ngay lập tức hối hận vì nó toàn rau. Siro sau đó lại tìm đến bức ảnh của kẻ giống cậu nhưng nó quá mờ nên chẳng thể xác định được chính xác. Đứa bạn cùng lớp của Siro cũng tìm được đoạn phim đó nên khuyên cậu nên quay đầu là bờ. Trong lúc đó, hội y thì đã tìm ra thông tin về tên gây án mà bên Mikoto muốn tìm và đã tìm đến được trường mà Siro theo học. Còn Siro giờ đã nghĩ ra cách để chứng minh bản thân trong sạch. Đó là chỉ cần tìm ra bằng chứng rằng vào thời điểm tên hung thủ kia xuất hiện trên đoạn phim là vào gần 12 giờ, nên cậu chỉ cần chứng minh rằng trong thời điểm đó cậu không ở hiện trường là được. Kaoru cho rằng đâu ai có thể chứng minh được vì đâu thể nào cậu ở trong trường suốt hôm đó, nhưng Siro nhớ vào hôm đó có rất nhiều chuyện xảy ra nên chắc chắn cậu sẽ tìm được ai đó chứng minh được. Còn hội Mikoto lúc này cũng đã dò ra vị trí của ngôi trường nên tên trượt ván đã tự ý bỏ đi mà chẳng cần kế hoạch gì siro đã hỏi kukuri vì hôm đó cậu đã cố tỏ tình với cô để rồi bị từ chối nhưng cô không chắc vì siro cứ lúc ẩn lúc hiện và sau vụ việc cậu tỏ tình thì hội học sinh đã đến giải quyết cậu tìm đến hỏi chủ hội học sinh thì cô ta không nhớ vì chẳng quan tâm lắm đến một việc còn con vụ việc hôm đó cũng đã có lên báo nhưng siro chẳng xuất hiện nên được khuyên là đến câu lạc bộ nhiếp ảnh mà hỏi nhưng do tối hôm đó lúc đang chụp thì xảy ra vụ cháy nên họ lái qua bên vụ này khiến Siro chẳng có hình nào để chứng minh khiến Kaorou bắt đầu bực. Siro mà không tìm được sớm thì Kaorou chắc chắn sẽ xiên cậu vì nhìn mặt cậu ta lúc này có vẻ hơi căng. Kukuri sau đó đến nhà Kaorou mang giúp cô mớ đồ này đến phòng giáo vụ. Nghe vậy thì Siro lại nhớ được thêm một cơ hội nữa. Cậu xin thầy cho xem danh sách những người đã ra ngoài vào ngày hôm đó và trong đó không hề có tên của Siro nên hôm đó cậu đã không hề ra khỏi trường nên không thể nào là hung thủ, Neko đòi ăn nên cậu đã đi mua đồ ở máy bán hàng. Nhưng rồi Kukuri phải đến mua giúp vì cậu lại để quên máy điện thoại mà trường cấp. Kauroo đã hỏi thử là liệu quên điện thoại thì có ra ngoài được không thì Kukuri cho biết Siro đâu cần phải đi đường chính vì cậu có lối trốn ra riêng. Kauroo định rút kiếm xiên luôn thì Siro xin thêm cơ hội. Kauroo cho rằng cậu đang cố biến bản thân thành trò cười nhưng Neko cũng không có cậu ta hại đến Siro. Nhìn cả hai bảo vệ nhau khiến Kauroo mềm lòng vì chủ nhân cậu ta trước đây cũng như vậy. Cậu cho biết hôm đó còn nhiều vụ hơn nữa. Và trong lúc nhắc thì Kukuri nhớ ra là có gặp Siro ở nhà thể chất vào hôm đó vào lúc 12 rưỡi và còn. Có cả hình nên Kauroo kết luận cậu vô tội vì không thể nào từ hiện trường về đây dưới một tiếng. Cả ba đã quay lại tiếp tục công việc ở trường. Siro về nhà thư giãn thì phát hiện ra có một chiếc áo dính máu trong tủ. Cậu đã nghĩ có khi nào chính bản thân là thủ phạm mà cậu còn không hề hay biết. Trong lúc đó, hai tên của họ Mikoto đã tìm đến trường nhưng bị kẹt lại do không có phép vào cửa. Ngày hôm đó, cả trường tổ chức lễ hội nên Kauro đã thay cả lớp làm người lãnh đạo và chỉ dẫn mọi người sắp xếp tương tất cho lễ hội. Thấy tay áo của Kukuri bị rách nên Kauro cũng chủ động đến giúp khâu siro lúc này thì đang đờ đẫn vì cậu không dám tin bản thân vừa chứng minh được sự trong sạch thì lại là người thủ phạm gây ra vụ án nhưng cậu đã gác chuyện đó qua một bên để cố tỏ ra bình thường cùng những người bạn người của phe y thì đã sắp xếp để đến trường một chuyến nhằm xác định danh tính của siro có phải là thủ phạm hay không thanh niên đeo kính này là simi và là một gián điệp hai mang vừa là người của bên đỏ vừa là người của bên xanh còn hai tên bên đỏ thì sau khi chấn lột được điện thoại của hai học sinh thì đã vào được trường vậy mà bộ ba nhóm siro đúng lúc này lại lẻn ra ngoài bằng lối đi riêng mà siro tìm ra cả ba đi mua lại pháo hoa do lần trước siro đã để mất vì bị kuro đuổi giết và lý do đi đường này là vì siro đã để mất điện thoại định danh cả ba ra ngoài thì dừng lại ngắm biển một lúc hội y cũng đã tìm đến trường và đe dọa sẽ khiến trường gặp tai tiếng nếu không chịu hợp tác trường thì chỉ muốn bảo vệ thông tin học sinh nên hơi khó xử trong tình huống này simi đã bỏ ra ngoài còn hai tên bên đỏ thì liên tiếp đi hỏi người nhưng chẳng một ai biết đến siro simi và hai tên này suýt gặp nhau nhưng ngăn cách cả hai bên chỉ là một cái đài phun nước simi đã tìm đến hội học sinh đã đánh thuốc mê một thành viên để dùng quyền từ hội học sinh để so sánh những học sinh với người trong đoạn phim đang chờ kết quả thì hắn nhìn thấy hai tên bên đỏ vẫn đang đi tìm bằng cách hỏi và đe dọa thì nảy ra một ý hai tên kia lúc này đi hỏi nhưng thanh niên trượt ván không cho phép đồng bọn thái độ to tiếng với con gái Simi đã tìm đến khịa vài câu vì cái tính nhát gái của thanh niên này từ xưa vẫn còn. Nhìn thái độ của hai bên thì tôi nghĩ Simi không phải gián điệp mà là kẻ phản bội. Ta cũng biết tên thật của thanh niên này là Misaki nhưng cậu ta ghét cái tên đó nên cấm Simi nói ra. Hắn vẫn cố chọc tức nên cứ liên tục nói ra để rồi Misaki đã nóng máu nhưng vì Mikoto vẫn còn trong tay bên xanh nên cậu ta đành nhịn. Thế nhưng càng được nước thì càng làm tới nên Misaki đã không nhịn nữa mà chiến luôn. Misaki hóa thành một cơn lốc và lao đến thì Simi lại dùng những đường kiếm để cản đòn. Hai bên liên tục tung đòn chặn đòn và vẫn chưa ai có lợi thế hơn hẳn đối phương. Misaki cho rằng Simi đã lụt nghề nhưng hắn giờ còn mạnh hơn trước. Cả hai tiếp tục đánh thì Simi ném ám khí khiến Misaki bật ngửa. Hắn thực sự đã mạnh hơn khi có sức mạnh của cả hai phe đỏ và xanh. Đồng đội của Misaki muốn vào giúp thì bị phi cho hai dao cản lại. Misaki đã tung hết sức để đánh thì đột nhiên hội phó của bên y tìm đến để dừng cuộc chiến. Cô ta cho rằng lý do họ đến đây không phải là để đánh nhau. Misaki cũng biết cô ta là Siri và là cánh tay phải của Kata. Siri muốn bên kia nhượng bộ mà ra về nhưng Misaki ứ quan tâm nên cô ta đã cho họ biết Mikoto vẫn sống tốt nên họ có thể yên tâm. Nghe vậy thì Misaki quyết định nhún nhường một chút mà ra về cho qua chuyện. Shimi bị trách phạt về việc gây sự và đột nhập vào thông tin nội bộ trường nhưng Seri vẫn muốn biết hắn ta đã tìm được gì, còn Misaki quyết định hỏi một người nữa rồi mới ra về. Và người cậu ta hỏi lại chính là Kukuri, nhưng cô cho biết bản thân không hề biết người trong hình. Còn Simi thì không thể tìm được Siro trong nội bộ nhà trường nên nghi ngờ hung thủ chỉ giả làm học sinh nơi đây. Trong lúc đó, nhóm Siro đã dừng lại ở một quán ăn vì neko gào lên kêu đói. Siro vẫn nghĩ rằng bản thân thực sự chính là thủ phạm vì bao nhiêu người thì chỉ có một người có ảnh của cậu. Kuro thì muốn tìm ra kẻ đã vu khống cho Siro. Còn cậu thì thấy mấy bức ảnh của ông chủ quán này đều là chụp khách quen. Ông cũng biết Siro là khách quen nhưng kỳ lạ khi không có ảnh nào của cậu. Seri thì đã tìm đến chỗ của San Aji để trò chuyện. Cô tỏ ra lo ngại về Mikoto vì năng lực của anh ta đang dần mạnh hơn và nếu lại mất kiểm soát thì bản đồ của Nhật sẽ một lần nữa phải vẽ lại. San Aji cho rằng đó là lý do mà Mikoto tìm đến hội của Kata vì anh ta chỉ muốn được một đêm ngủ ngon mà không lo lắng về mối họa bản thân có thể gây ra. San Aji có chia sẻ về một người bạn mà anh ta cùng Mikoto năm xưa đã rất coi trọng và giờ thì thì không biết đâu. Người đó từng rất coi trọng Mikoto và chỉ muốn được trở thành một cận thần khi Mikoto lên làm vua. Trong lúc đó, Shiro đang khúc mắc gì đó nên Kaorou muốn gọi cho Kukuri để hỏi lại nhưng neko lại hành xử kỳ lạ và không muốn kuro gọi mà muốn quay về hỏi trực tiếp hỏi lý do thì cô cứ nói không thích và rồi hóa mèo bỏ đi khi siro gọi về thì kukuri lại đột nhiên không biết siro là ai và cũng không quen ai có cái tên như vậy cách cô nói không giống đùa khiến cả hai bắt đầu có khúc mắc định trở về thì siro muốn thử gọi về nhà nhưng tổng đài cho biết số máy cậu gọi không hề tồn tại cậu nghĩ có thể là bản thân gọi sai hoặc bản thân nói dối kuro thì nghĩ là đầu cậu có vấn đề Ta cũng được xem lại thời gian trước trong quá khứ, Tosuka là cái tên của người đã bị sát hại. Tosuka trong hội đỏ là một người hòa đồng và vui vẻ hoạt bái giống như Shiro bây giờ. Anh ta tuy không giỏi đánh đấm nhưng ai nấy đều quý anh như người một nhà, để rồi một tuần trước thì anh lại bị giết ngay trước mắt họ. Misaki đã rất đau khổ khi Tosuka ra đi. San Aji đã đưa chiếc máy quay của Tosuka về cho Mikoto. Shiro lúc này đã cùng Kaoro về lại nhà nhưng nơi này là một sân bóng siro không chắc bản thân có còn là siro hay không hay từ đầu người tên siro không hề tồn tại cậu càng cố nhớ gì thì lại chẳng có hình ảnh nào hiện ra cậu đã muốn kuro ra tay kết liễu cậu đi vì cuộc đời này cậu có tồn tại hay không cũng chẳng một ai biết kuro đã định ra tay nhưng những lời của chủ nhân lại một lần nữa dẫn lối cho cậu ta nên làm gì và cậu ta muốn siro cũng phải cố gắng để tìm ra danh tính thật của cậu đột nhiên cả hai bị hội y phát hiện họ đã đồng loạt bao vây và ra lệnh bắt giữ cả hai nhưng Kuro từ chối nên họ đều đồng loạt rút kiếm. Neko đã trốn gần đó thì xuất hiện và đưa tất cả vào ảo giác để trốn đi. Sắp trốn ra khỏi vùng ảo giác thì Seri tìm thấy và chặn cả ba lại. Kuro đã đứng ra chiến đấu và chấp cô ta không dùng kiếm. Cậu ta đánh ngang trình với Seri kể cả không cần rút kiếm. Nhưng Simi đã dục Kata ra trận nên anh ta gọi luôn thanh kiếm và tiến vào kết giới rồi dần dần phá giải nó. Kata giải thích được khả năng của Neko nên Kauro quyết định sẽ ở lại câu giờ cho cả hai bỏ trốn. Neko đồng ý cái vèo và kéo cả Siro đi. Vì quy tắc do chính Kauro đặt ra nên cậu không hề rút kiếm nên Kata cũng chẳng thèm rút kiếm mà để cả vỏ kiếm như vậy mà tấn công. Và trình của Kauro không thể so được với một vua nên đành bất lực bại trận từ rất sớm. Neko lúc này đang đưa Siro đi thì đột nhiên cậu dừng lại nhìn về phía sau vì một lý do gì đó. Còn Kauro thì bị Kata xỉ nhục vị chủ nhân trước của cậu ta, Kata cho rằng chủ của Kauro là đồ thất bại và không xứng để làm vua. Và giờ Kauro lại tình nguyện làm con tốt cho Siro vì cậu sẽ là vua mới, Kata cho rằng Siro có khi lại là một kẻ mưu mô và thí luôn Kauro để thực hiện âm mưu tà ác gì đó. Thế nhưng Kauro đã ở cạnh Siro đủ lâu để hiểu tính cách của cậu. Đột nhiên Siro cũng mò về đây vì cậu không nỡ bỏ lại bạn bè cậu đã có thể triệu hồi ra được thanh kiếm của vua và tung thử một đòn. Sức mạnh của cậu sánh ngang được với Kata nhưng cũng chỉ là đòn che mắt cho Kauro chạy trốn rồi cậu cũng sủi nốt. Cả ba trốn trong một con hẻm và ta biết ban nãy chỉ là trò bịp mà Neko tại ra. Kauro giải thích rằng Neko có thể tạo ra cảm giác thân thuộc trong ký ức của mỗi người và việc Siro ở trong trường bấy lâu nay cũng là do Neko giúp cậu tạo được sự thân thuộc trong ký ức của bạn bè và cũng chính Neko đã thay đổi ký ức của cậu nên giờ cậu xin cô trả lại như ban đầu để cậu biết bản thân có xứng làm người mà Kaoruo đang tìm hay không. Kaoruo muốn cậu nghĩ cho kỹ nhưng cậu đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi thứ cậu đã làm. Cậu được tua lại ký ức và vào đêm hôm đó, cậu đã từ trên trời rơi thẳng xuống nhà thể chất của trường và được Neko tìm thấy. Cô đã độc chiếm Siro và cho cậu một ký ức giả và một cái tên, nhưng chuyện cơ bản chỉ có vậy khiến cậu muốn xem thêm. Neko muốn cậu chắc là khi xem được thì cậu sẽ không bỏ cô mà đi. Siro hứa và cô cho cậu thấy trước đó, cậu đã bị một kẻ nào đó sút từ trên máy bay và rơi thẳng xuống nhà thể chất. Siro muốn biết người đó là ai, và cậu đã nhìn lên trời thì chiếc tàu bay đó lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Siro cùng hai đứa bạn đã quay lại cây cầu dẫn đến trường một lần cuối để tạm biệt vì nơi này đã từng là nơi mà cậu gọi là nhà. Kauro muốn họ rời trước kho hội xanh dò thấy họ cả ba giờ đây đã quyết định sẽ sống một cuộc sống tự do tự tai và vui vẻ nhất có thể. Hội của Kata cũng đã bắt đầu để tâm đến việc phải tóm bằng được Siro. Họ đã cho việc này là việc ưu tiên hơn tất thảy, khó ở điểm là bên cạnh Siro còn có hai kẻ đáng gờm. Simi đã đến báo cáo về việc có một đội tìm kiếm vừa bị tấn công và hiện đang được đưa về chữa trị. Người gây ra chính là Kauro và có một lời nhắn để lại là 14 giờ. Họ đã chờ đến đúng giờ đó thì Siro gọi đến. Cậu đã ẩn đi vị trí và muốn Kata cho cậu biết về kẻ ở trên chiếc tàu bay vì chính hắn mới là hung thủ. Cậu muốn thương lượng với Kata là nếu anh ta bắt giam người ở trên tàu bay thì cậu sẽ ra mặt. Kata không muốn đồng ý vì không ai chắc là hai người còn lại sẽ không đến cứu. Nhưng một lúc sau anh ta lại đổi ý do đã dò ra được nên cô câu giờ. Kata đồng ý bắt giữ đệ nhất vương A đốt đổi lại cả ba người nhóm Siro phải ra mặt. Nhưng Simi lúc này đã đưa người đến gần chiếc xe mà nhóm Siro đang lẩn trốn. Nhưng khi mở ra thì họ đã trốn xuống còn phà dưới sông, Kauro là người đã phát hiện ra và cứu sống cả bọn. Vì cách kia thất bại nên Kata quyết định tuân theo giao kèo và kéo người đi bắt Đệ Nhất Vương. Seri nghĩ là nên xin phép Đệ Nhị Vương trước nhưng Kata biết thừa ông ta sẽ không cho nên cứ bắt trước rồi bẩm báo sau, có gì anh sẽ tự chịu trách nhiệm. Người trong hội muốn biết lý do Kata phải làm đến vậy nhưng anh ta không làm việc này vì giao kèo với Siro mà vì anh ta đã để ý Đệ Nhất Vương gần đây có dính líu đến mấy vụ án. Do lộ trình bay của tàu bay từ lâu đã là cố định mà gần đây lại thay đổi thất thường, họ sau đó lại tiếp tục lên đường bắt đệ nhất vương với tội danh dính líu đến cái chết của Tosuka. Thành viên băng Mikoto, trực thăng bắt đầu được đưa lên và một đoán sẽ vào trước. Nếu vài phút mà không ra hoặc bắt giữ thất bại thì toàn bộ bắn thả phanh. Đệ nhất vương thấy có khách đến thì cũng đã sẵn sàng để tiếp đón. Siro lúc này đã hỏi Kauro về tên đệ nhất vương đó. Tên này được gọi là Ngân Vương và là một kẻ bí ẩn. Vì tên này mà Kim Vương, Tên vua thâu tóm nền tài chính cũng chỉ xếp ở thứ hai, hắn cai quản bầu trời và là người đứng đầu các vua, cả ba lúc này đã trộn một chiếc trực thăng và đang giả dạng để trà trộn nhằm tiếp cận tàu của Ngân Vương. Neko đã quá nóng vội và đẩy cần điều khiển lao lên phía trước, lúc sắp va chạm với tàu của Ngân Vương thì đột nhiên Ngân Vương cho kích nổ toàn bộ tàu bay. Ta được đưa về quá khứ lúc Ngân Vương vẫn còn làm việc cho trong quân đội và đã thí nghiệm để tìm hiểu về thứ sức mạnh cũng những vị vua ở hiện tại. Ngân Vương có một người chị và cả hai đều được quân đội tài trợ cho cuộc thí nghiệm này. Thế nhưng Ngân Vương đã mất đi người chị mà ông yêu quý và nguyên do là từ chính thứ mà ông nghiên cứu bấy lâu nay. Ngân Vương đã thấy thứ đó là một sai lầm nên khi cuộc chiến kết thúc, ông đã rũ bỏ hết mọi thứ mà lên tàu bay rồi trốn tránh đến tận bây giờ, quay lại hiện tại. Lúc tàu rơi xuống nhiều người xung quanh từ trước đến nay vẫn nghĩ đã là con tàu truyền đạo hay của thánh sống gì đó đều đã biết được sự thật rằng nó chẳng có gì đặc sắc trường của Siro từng ở lúc này vẫn còn vài người có cảm giác như những việc quan trọng từng có thể nhờ được một người nào đó làm giúp, nhưng họ đều không nhớ ra là ai. Công cuộc chuẩn bị cho lễ hội đến giờ thì vẫn chưa xong, nhưng người từng chơi thân với Siro đã đến phòng cậu và có cảm giác như có ai đó từng rất quen thuộc sống ở đây, nhưng vẫn chẳng một ai có thể nói ra cậu ấy là ai. Kata lúc này đã tìm đến gặp đệ nhị vương hay còn gọi là Kim Vương. Cả hai đã có một màn chào hỏi nhẹ và ông ta muốn biết Kata đến đây làm gì anh chỉ đến nói chuyện nên cuộc chiến đã tạm thời được dừng. Anh đến đây vì muốn lấy cái xác được tình nghi là của Ngân Vương kia đi khám nghiệm. Vì Ngân Vương đã sống bất tử hơn nửa đời mà không già đi mà giờ lại đột nhiên ra đi đột ngột như vậy thì quá đáng ngờ. Nhưng nhìn cách ông ta bùng năng lượng một cách đe dọa như vậy thì Kata cũng tự hiểu mà ra về. Tạm thời anh chưa thể chống đối vì đất nước này vẫn cần ông ta. Trong lúc đó, Mikoto đang ở trong buồng giam thì có một chiếc điện thoại được gửi vào. Đầu dây bên kia là kẻ tự nhận đã giết Tosuka hắn định chiếm đoạt năng lượng của mikoto nhưng hắn không ngờ chính mikoto lại dùng năng lượng dội ngược lại và phát hiện ra vị trí của hắn hội đỏ nhận thấy tín hiệu sức mạnh của mikoto thì nhanh chóng lên đường anh ta đã phá gông và vượt ngục để đi tìm hắn hội xanh cố dùng mọi biện pháp an ninh nhưng đều vô ích tất cả những ai chặn đường mikoto đều bị sức mạnh của anh ta thổi bay ai nấy đều bất lực và cũng bị sức mạnh của anh ta đánh gục nên đành để anh ta rời đi do một khi đã muốn thì chẳng ai cản được anh cùng đồng bọn đã kéo nhau đến ngôi trường để tìm đã gọi điện thoại. Học viên thấy nhóm của Mikoto thì liên bỏ chạy nên anh đã cắt cái tháp đồng hồ phía trước để giữ họ đứng yên tại chỗ. San Aji muốn tất cả bình tĩnh và có thái độ hợp tác thì họ sẽ không bị thương, cả đám sau đó đã chia ra tìm người. Nhưng ai nấy đều tìm với thái độ hách dịch khiến học viên cũng chẳng dám hợp tác. San Aji muốn tất cả hãy tùy cơ ứng biến nếu có chống cự nhưng tuyệt đối là không làm hại người vô tội bên hội xanh cũng đã bắt đầu kéo đến nên anh ta cho giàn trải người ra bớt. Anna vẫn chưa thể tìm ra được kẻ lẩn trốn nhưng San A cho rằng con chuột sớm gì cũng lọt vào bẫy nên không cần vội. bên ngoài kia Kata cũng không vội cho người vào vì anh ta biết đệ thất vương đời mới là siro sẽ chiến đấu với Mikoto và vì cả hai đều là những thể loại nguy hiểm khó lường nên tốt nhất là cứ để hai bên tự triệt tiêu lẫn nhau thì như vậy sẽ dễ cho anh ta như là một bên thứ ba. trong kia lúc này thì hội của Mikoto đã kiểm soát hoàn toàn cả trường những ai có ý định trốn ra đều sẽ bị bắt và tống lại vào trong san aji muốn misaki đừng quá nóng vội anh ta hiểu misaki muốn thiến simi nhưng tạm thời cứ nhịn một thời gian simi trước đây đã nói chuyện rời đi với misaki đầu tiên hắn nói lý do hắn bỏ là bị hội này luôn làm mấy việc như trẻ trâu và cũng đã quá chán với cái biểu tượng đầy kiêu hãnh này simi cũng đã bắt đầu ngứa ngáy nhưng lệnh chưa có nên hắn vẫn chưa thể tham chiến San Aji sau đó đã đến tìm Mikoto để tâm sự về Tosuka ngày xưa và anh ta nhận thấy trước nay chỉ mỗi Tosuka là thấy gì đó khác ở Mikoto. Anh ta cũng nhắn là có người đến gặp nên đã trông chừng Anna thay, Mikoto đi ra ngoài thì gặp lại Kata. Cả hai đã có một cuộc tán gẫu và Kata muốn Mikoto hãy rút quân về và để Shiro cho anh ta xử lý. Có điều Mikoto vẫn từ chối, Kata đưa ra thỏa thuận nào thì anh ta cũng từ chối. Kata cho rằng chỉ cần Mikoto xả hết lực một lần nữa thì thảm họa sẽ xảy ra và hại chết hàng ngàn người vô tội, nhưng anh ta muốn ai lo việc người nấy mà cứ để cho anh ta yên, Kata vẫn còn xem anh ta là bạn nên hỏi một lần nữa rằng Mikoto đã chắc hay chưa. Mikoto hoàn toàn chắc với quyết định của mình, còn nhóm Shiro lúc này vừa trở về nơi trú ẩn tạm thời thì nơi này đã bị ai đó phá phách. Họ đều đã nghe tin ở trưởng và việc có thể đột nhập vào là rất khó, vì cả xanh và đỏ đều đã kiểm soát tất cả tệ nhất thì cả đảo sẽ thành chiến trường. Họ chưa biết nên làm gì và thế là Siro nghĩ ra cách là nghe thử những lời mà chủ nhân xige của Kauro để lại. Nhưng Kauro cho rằng việc nên làm giờ đã quá rõ. Họ sẽ cùng nhau đi cứu Kukuri và mọi người, và để làm điều đó. Trước tiên họ cần xác định được cô và mọi người đang ở đâu, sáng hôm sau. Misaki gọi đến cho San Aji để gọi thêm nhân lực. Mikoto thì vẫn liên tục suy nghĩ về lời mà Kata nói tối vừa rồi anh ta lúc này đang chưa biết nên ra lệnh gì cho chuẩn ý tất cả, đột nhiên bên trong xuất hiện khói đen nên anh ta đã ngay lập tức cho người chuẩn bị sẵn sàng hành động. Đại đội của Misaki đã được lệnh chờ ở ngay cổng và khi hội bên xanh tiến vào thì cả đại đội đã sẵn sàng nghênh chiến. Hai bên đã lao vào quyết chiến và Kata để lại nơi này cho Seri và Simi tự xử lý. Kata đã tự mình lao đến những nơi có cháy nổ khác thì có một tên sắp bị đá đè nên đã đến giữ lại nhưng tên này là tên phản bội và quay ra đâm Kata nên anh thả hết số đá xuống và mặc kệ chuyện sẽ xảy ra với tên kia. San Aji lúc này lại nghe thấy tiếng nổ to hơn nên nghĩ là có khi ai đó đã vác cả đại pháo đến. Anna lo sợ có chuyện xảy ra nên chạy đi xem thử. Cô nhìn xung quanh thì lại có kẻ nhắm đến và bắn vào. May mắn là không dính đạn. Kukuri lúc này đang cùng bạn học bỏ chạy thì vô tình gặp lại được nhóm của Shiro. Nhưng Mikoto đã chờ sẵn cả nhóm ở đây. Hai phe đỏ xanh giờ càng mâu thuẫn hơn. Misaki đã lao đến tấn công Seri thì bị Shimi chặn lại. Cả hai quyết định sẽ giải quyết ân oán một lần cho xong. Mikoto không hiểu sao chính Shiro là người gọi anh ta đến đây mà giờ lại có ý định chuồn, nhưng cậu không phải là người gọi. Có điều chỉ nói suông thì ai tin nên Kauroo đã đứng ra chiến đấu và bị hất đi nhẹ nhàng. Neko dùng ảo ảnh để che mắt thì anh ta dậm chân cái nhẹ đã biến mất. Kauroo lại phải ở lại câu giờ nhưng cậu thì có làm gì cũng chẳng đẩy lùi được Mikoto. Anh ta tung lại đòn thì Kauro đã né kịp và lao đến đánh cận chiến. Mikoto không thích tốn thời gian nên hóa thành mặt trời và suýt thì thiêu đốt mọi thứ xung quanh nếu Kata không can thiệp kịp thời. Anh ta đã lao vào cản Mikoto để nhóm Shiro chạy thoát. Neko muốn chuồn đi vì họ chẳng thể làm gì được Mikoto. Nhưng đột nhiên Kukuri thấy Shiro bị thương nên muốn xem và rồi cô đã đâm cậu một nhát. Hóa ra Kukuri đã bị tên thủ phạm giả dạng. Chính hắn là người đã gọi cho Mikoto, bắn Anna và đâm Kata vào lúc nãy. Nó muốn Siro nhớ ra mọi chuyện mà cậu đã quên đi. Siro nhất thời bị sốc tâm lý và phải được Kauro gọi lên gọi xuống thì mới tỉnh. Kukuri sau đó đã bỏ chạy đi mất, còn Siro thì nhớ ra được chuyện cậu và Ngân Vương trước đây thì đột nhiên bật dậy. Một cột năng lượng tỏa ra từ Siro và nó đã khiến tất cả dừng đánh nhau mà tập trung vào. Kauro thắc mắc về vết thương của Siro. Nhưng cậu đã nói ra bản thân là bất tử vì cậu chính là đệ nhất vương Adop, hay con gọi là Ngân Vương cây kiếm của cậu cũng hoàn toàn được khai mở kim vương cũng thấy cậu đúng là hay thích gây bất ngờ cho người khác có điều siro vẫn chưa dám chắc điều đó vì cậu chỉ biết bản thân bây giờ là siro đã ở cùng mọi người thanh kiếm khổng lồ cũng biến mất shimi muốn misaki đừng rời mắt khỏi trận chiến hai phe sau đó lại tiếp tục quay lại chiến đấu hai vua của hai phe thấy mọi thứ đã quay về như cũ thì tiếp tục trận tử chiến cuối cùng còn siro đã nhớ ra mọi chuyện Tên thất vương trước đây đã đến tìm đến cậu và hoán đổi thể xác rồi đá cậu khỏi tàu bay. Nói cách khác chính thất vương là người đã dùng cơ thể này để giết Tosuka và rồi hoán đổi thân xác với ngân vương và đổ lỗi lại cho ngân vương gánh chịu. Và ngoài cậu ra thì hắn cũng đã cướp qua nhiều thể xác và thể xác của Kukuri ban nãy không phải là ngoại lệ. Cả bọn lên đường cùng nhau đi cứu Kukuri, còn hai phe lúc này đang đánh nhau thì kiếm của hai vua đã xuất hiện để tử chiến buộc Seri phải rời bỏ vị trí để đi xem xét tình hình. Siro và Neko đã tìm đến và cho cô ta khả năng bay vì muốn cô ta cùng đi chung với cả hai. Hai thanh niên Misaki và Simi thì vẫn hăng máu chiến đấu thì Kauro đã ra giữa chiến trường để ngăn cả hai phe lại theo lệnh của Ngân Vương. Nhưng Misaki bảo lộn cái lệnh vì hai phe chỉ nghe lời vua của mỗi phe nấy. Kauro hỏi họ có biết lý do gì mà Mikoto lại chiếm đảo này còn Kata lại đi ngăn cản Mikoto bằng được. Và tại sao cả hai lại mò giải quyết riêng và để hai phe ở đây chiến đấu trông rất vô nghĩ. Nhưng Misaki và Shimi không thèm nghe mà lao đến tấn công. Kauro biết nói mồm thì chẳng ai nghe nên muốn cả bọn nhào vô kiếm ăn. Còn siro thì đã cùng hai cô gái lao thẳng đến phòng nơi San Aji đang trông chừng Anna. Cô bé đã cho biết siro không phải kẻ thù. Kim Vương sau đó cũng gọi đến và muốn gặp siro Cả hai vốn là bạn cũ năm xưa khi còn nghiên cứu. Nên siro đã nhờ Kim Vương giúp đỡ vài việc. Hai vua đỏ xanh lúc này vẫn chỉ vừa mới khởi động xong và quyết định sẽ nghiêm túc từ bây giờ. Thất Vương lúc này thì đang ngồi từ xa để quan sát xem hai người kia sẽ tự tuyệt diệt nhau ra sao. Siro lúc này đã nói xong điều cần Kim Vương giúp và cho rằng ông là người duy nhất hiểu cậu từ trước đến nay. Sau một việc và việc tiếp theo Siro cần hai hội phó của hai phe đó là cho quân lính của họ giúp đỡ trong việc di tản các học viên ra ngoài. Nhưng đột nhiên Thất Vương dùng thần giao cách cảm truyền âm thanh đe dọa sẽ cướp hết sức mạnh và cơ thể của họ đến toàn bộ học viên buộc Siro phải có biện pháp đối phó cậu nhờ neko giúp một chuyện là muốn cô trở thành người đầu tiên trong băng của cậu neko từ lâu đã xem bản thân thuộc về siro nên cô sẵn sàng cả hai đã kết hợp với năng lực với nhau để truyền đến tất cả học viên thông điệp tất cả đều cho rằng vì chính siro mà họ mới bị giam giữ ở đây nhưng một vài người lại có cảm giác quen thuộc với cậu dù không biết tên cậu là gì nhưng cậu chỉ cần họ biết là cậu biết và yêu quý tất cả mọi người vì họ đều là những người bạn quý giá của cậu rằng cậu sẽ bảo vệ và chỉ cho họ lối ra cậu cũng gửi lời đến thất vương là hẹn gặp mặt và giải quyết một lần cho xong việc neko sau đó đã kiệt sức mà ngất đi nên siro đã giao cô lại cho hai hội phó chăm sóc khi ra đi siro đã chúc cả hai may mắn và đi tìm thất vương hắn lúc này vẫn đang chờ hai tên vua kia xử lý lẫn nhau xong thì sẽ đến cướp xác và sức mạnh của cả hai và trở thành vua mạnh nhất nhưng tâm trí hắn liên tục xảy ra xung đột và kukuri cũng đã cố để lấy lại ý thức và cầu cứu những ai có thể hai tên vua lúc này vẫn tiếp tục chiến đấu Ủa thế đã nghiêm túc chưa hay sao vẫn chưa thấy bên nào chảy xước gì cả vậy? Mikoto dù tay bị thương nhưng vẫn khịa Kata vì anh đánh quá yếu và thảm hại. Kata cho rằng bản thân không đeo kính nên đánh vẫn chưa hết sức. Cả hai vẫn ghét nhau như trước đây nên lại tiếp tục choảng nhau. Còn hai đứa chẩu che kia thì vẫn chưa thể khiến Kauro đuối sức. Nhưng dấu ấn trên người Misaki đã bắt đầu bị ảnh hưởng do Mikoto sắp đến giới hạn. Cả hai trước đây từng là bạn bè chơi chung và đều vào băng của Mikoto cùng một lúc cả hai vẫn cứ cãi cọ thay vì hợp tác chiến đấu, nhưng một người đồng đội đã đến để đưa cả hai đi do phần lớn đều đã đi hết. Tên này cứu cả đứa phản bội như Simi vì Mikoto từ lâu đã không để tâm việc cậu ta phản bội, nhưng chính vì vậy mà cậu ta mới bỏ đi. Siro cũng đến tìm Kauro để đi giải quyết nốt vụ việc của thất vương. Kauro muốn chắc kế hoạch này sẽ thành công hay không thì Siro cho rằng một phần phải phụ thuộc vào Kauro. Kauro cho rằng dù cậu có thành vua thì vẫn cứ vô trách nhiệm như trước. Cậu ta sau đó đã quỳ xuống và nghĩ rằng Ikigen hẳn sẽ đồng ý cho việc cậu ta phò tá vị vua khác. Cậu đã đọc lời tuyên thệ với Siro và thề sẽ phụng sự cậu đến hơi thở cuối. Siro không thích bạn bè phải cứng nhắc lễ nghi nên muốn Kauro đứng dậy. Thất vương lúc này nhận thấy Kata đã yếu đi nhưng muốn chờ Mikoto yếu hơn rồi mới chiếm lấy và hốt luôn Kata sau cũng được. Và Kukuri lại một lần nữa chống cự và cầu cứu. Siro và Kauro đã đến kịp và muốn hắn thả cơ thể của Kukuri ra hắn giả làm Kukuri rồi lấy súng ra bắn lén, nhưng cậu đã có lá chắn nên chẳng sao. Thất vương đã ném ra túi pháo sáng rồi bỏ chạy thì bị Kauro đuổi theo đánh có ngã nhào. Kauro lần thứ hai rút kiếm và xác định thất vương là kẻ không thể tha thứ. Mặc cho bao nhiêu lời cầu xin rồi quay ra chửi rủa thì Kauro vẫn vung kiếm, thất vương quay qua Siro và bay đến nhập vào cậu. Cứ tưởng đã ăn được nhưng Siro giờ không còn như trước. Cậu nhận thấy thất vương đã nhập quá nhiều đến mức nhân cách bị rối loạn và chẳng còn nhớ bản thân là gì. Siro cứ thế hút và áp chế luôn linh hồn của thất vương. Cậu sau đó đã bị Kauro trách móc vì làm liều với cơ hội thành công thấp như vậy. Siro muốn Kauro đưa Kukuri đi còn cậu sẽ đi giải quyết chuyện của hai tên vua kia. Kauro không cho phép nhưng cậu bất tử nên sẽ không sao và chuyện giữa các vua phải để vua giải quyết. Kauro đã rời đi còn Siro hoàn toàn không ổn vì cậu không biết bản thân có thể không chế thất vương được trong bao lâu. Siro không muốn hai vua đây lại giống cậu và Kim vương năm xưa, bị tách ra con đường riêng của mỗi người. Trong lúc đó, học viên đã ra ngoài và họ không biết Kukuri đâu. Vài người cho rằng Kukuri đang ở với Siro nên hẳn là sẽ ổn. Simi và Misaki lúc này cũng về và Misaki gắt gỏng về việc bỏ lão đại ở lại. Nhưng Anna còn không làm được gì thì họ chỉ còn cách trông chờ vào các vị vua do đây là lần đầu tiên có đến bốn cùng xuất hiện chiến đấu. Siro đã đến chặn giữa hai vua và đang dần bị thất vương chiếm lĩnh nên cậu đã nhờ Mikoto xử lý nhanh thất vương vì đây là điều mà anh ta muốn làm từ đầu. Mikoto không bỏ lỡ cơ hội và đâm thẳng cho Siro một cú và bùng phát cả đống năng lượng. Kauro thì đã đưa được Kukuri chạy đi. Cô vẫn nhớ Kauro nhưng vẫn không hề nhớ đến Siro. Kauro thấy cô tốt nhất là nên như vậy. Còn cậu lúc này đã mất tích, còn cây kiếm của Mikoto thì đã hoàn toàn tàn tạ. Anh xin lỗi vì đã khiến Kata bận bịu đến vậy. Anh đã quyết định buông xuôi và để thanh kiếm rơi xuống. Lo sợ sẽ gây ra thảm họa nên Kata đã lao đến lấy đi mạng sống của Mikoto trước khi thanh kiếm khổng lồ chạm đất. Anh đã nói những lời cuối với Kata và cũng muốn xin lỗi Anna vì không còn cho cô bé xem được màu sắc tuyệt vời của anh nữa. Sau cuộc chiến chỉ còn mỗi Kata trở về. Neko và Kauro thì chỉ tìm được chiếc ô của Siro nhưng cả hai vẫn tin là Siro còn sống vì cậu là bất tử chi vương. Những dấu ấn trên người các thành viên của Mikoto sau đó đã lần lượt bay đi và tạo thành một màu đỏ tuyệt đẹp để Anna có thể chiêm ngưỡng lần cuối. San Aji thấy rằng Mikoto đã là một vị vua quá tuyệt vời và phần 1 của bộ phim đến đây là kết thúc. Phim có phần 2 cho ai muốn xem tiếp. Tạm biệt.